Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình quý vị và các bạn là trận đấu đầu quá đủ đâu quý vị, xuất ra xuất nào. Không công nhận lưới đã rung, thế nhưng có lẽ là bóng bay đúng vào sàng ngang rồi đập ra ngoài. Rất tiếc một tình huống đã có lỗi, đã có lỗi. Các cầu thủ bên Sakura đang kiến nghị trọng tài, thế nhưng trọng tài là cha là mẹ, nói nhiều nữa có lẽ trọng tài đang móc túi rồi. Vâng, trọng tài đang có ý định móc túi, thế nhưng rất may là bóng rất tốt của nào coi nhá, đưa bóng vào, pha sút rất mạnh nhưng thủ môn bên đội bạn cũng tỏ ra cho bóng vào. Có lỗi ngay từ những phút đầu tiên. Người bị phạm lỗi là cầu thủ áo số 9 Nagoya. Nagoya xuất phát, đưa bóng vào, rất tiếc. Người băng lên cất bóng vừa rồi bị hụt. Chồng ghi bàn và vợ cổ vũ. Pha đồ sơ hở bên đội bạn. Nào coi nhá, sút xa, nào coi nhá, không được. Cần các cầu thủ Uchinomiya nguy hiểm. Vâng, đã có bàn thắng bên Uchinomiya. Không được. Có bóng rồi. Hiệp 2 của trận đấu đây anh. Trung Anh lùi về không cần phải đấy đâu em. Các cầu thủ chủ chốt đã được bầu hiệp tung ra nghỉ. Vào, rất xuất sắc, bàn thắng rất đẹp. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng. Chúng ta cùng hồi hộp đón xem. Là Ishikawa. Bầu hiệp cũng đã đang thâm nhập vào vòng cấm của đội bạn. Rất kinh nghiệm không được rồi. Rất đáng tiếc bóng đã đi vọt xa.